Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày 6 tháng 10 năm 2022, và theo âm lịch hôm nay là ngày 11 tháng 9 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Nhâm Thìn, tháng Canh Tuất năm Nhâm Dần, và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Nhâm Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Minh Đường, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Canh Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Cao Trận, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Chu Tước, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Bạch Hổ. Về ngũ hành niên mệnh trường lưu thủy ngày Nhâm Thìn, tức chi khắc can, nghĩa là thổ khắc với thủy, và ngày hôm nay là ngày hung. Về nạp âm trường lưu thủy kỷ tuổi Bính Tuất, Giáp Tuất, ngày thuộc hành thủy khắc với hành hỏa, đặc biệt là tuổi Mậu Tý, Bính Thân, Mậu Ngọ thuộc hành hỏa không sợ thủy. Ngày Thìn lục hợp với Dậu, tam hợp với Tý và Thân thành Thủy cục, xung với Tuất hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu và tuyệt Tuất. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Bính Tuất, Giáp Tuất, Bính Dần. Tuổi xung trong tháng, tuổi Giáp Thìn, Mậu Thìn, Giáp Tuất. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Nguyệt Không, tốt cho việc sửa chữa nhà cửa, đặt giường; sao Giải Thần, Đại Cát, tốt cho việc tế tự, tố tụng, giải oan, trừ được các sao xấu; sao Ích Hậu, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi; sao Mậu Thương, tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho; sao Thanh Long, Hoàng Đạo, tốt mọi việc; sao Sát Cống, Đại Cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao Kim Thần thất sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao Nguyệt Phá, xấu về xây dựng nhà cửa; sao Lục Bất Thành, xấu đối với xây dựng; sao Vạn Vong, kỵ về xuất hành, cưới hỏi, cầu tài lộc, khởi công, động thổ. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng chính nam, Tài Thần hướng chính tây. Và sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày 6 tháng 10 năm 2022. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý thứ năm ngày 6 tháng 10 năm 2022. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Thân Tý Thìn trở mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Tý có được một ngày phát triển rất thuận lợi trên con đường công danh sự nghiệp. Với bạn tuổi Tý trong ngày này sẽ nhanh chóng chạm tay tới mục tiêu mà mình đã đặt ra, thậm chí sẽ gặt hái được những thành công rất đáng ngưỡng mộ nữa. Và ngày thứ năm này với bạn tuổi Tý, đây là ngày thích hợp để cho bạn đưa ra những quyết định về kinh doanh, làm ăn, quyết định về đầu tư với những mối quan hệ xã giao rộng rãi, và bạn sẽ có được nhiều cơ hội hợp tác với các đối tác, bạn hàng đáng tin cậy. Điều này sẽ giúp cho lợi nhuận đổ về túi của bạn một cách nhanh chóng. Với bạn tuổi Tý đừng có chần chừ, do dự, kẻo lại bỏ lỡ mất cơ hội tốt đến với mình. Tuy nhiên, trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có thổ khắc với thủy, điều này cũng cho thấy về cái chuyện tình cảm gia đình của bạn lại đang có dấu hiệu rạn nứt. Với bạn tuổi Tý đừng có lấy bất cứ lý do nào để biện minh cho việc mình đã lơ là chăm sóc cho gia đình của mình. Và dù có bạn rộn đến mấy đi chăng nữa, với bạn tuổi Tý cũng hãy dành thời gian để trò chuyện, chia sẻ với mọi người, những người thân yêu trước khi quá muộn màng bạn tuổi Tý nhé.
Vài câu quyết cho bạn thủ tí trong ngày thứ năm này. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, công việc tiến triển theo đúng như kế hoạch mà bạn đã đề ra. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, giữ vững quyết tâm và tinh thần lạc quan. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, đưa ra những quyết định về đầu tư chính xác. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, mở rộng tiếp xúc và giữ mối quan hệ tốt đẹp với những người đáng tin cậy. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, không nên cố tình lờ đi những cảm xúc xích mích trong chuyện tình cảm. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 26, số 75, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Thân. Tử vi tuổi Sửu thứ năm ngày mùng 6 tháng 10 năm 2022. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Thìn Tuất Sửu Mùi. Điều này sẽ làm cho bạn tuổi Thìn trải qua một ngày rất có thể sẽ phải đối mặt với những khó khăn khi có việc xảy ra không đúng như kế hoạch của bạn. Với bạn tuổi Sửu, bạn luôn cố gắng hết mình trong mọi việc. Tuy nhiên, vì sự cầu toàn không cho phép bản thân bạn bỏ sót bất cứ điều gì, ngay cả những việc quan trọng mà bạn sẽ rất dễ bị kiệt sức nữa. Và trong ngày thứ năm này, với bạn tuổi Sửu lại đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Điều này sẽ hỗ trợ cho bạn. Bạn cũng nên xem đây là thời gian phù hợp cho việc mình cần phải động não, tư duy về vấn đề mà mình đang vướng phải. Bạn hãy dành thời gian để cân nhắc lại mọi lựa chọn là cách để cho bạn có được hướng đi đúng đắn thay vì mắc phải sai lầm không đáng có. Xem tử vi cũng chỉ ra rằng trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có thổ khí vượng. Điều này sẽ khiến cho vấn đề sức khỏe của bạn cũng là một trong những lý do cản đường khiến cho bạn khó hoàn thành được mục tiêu của mình trong ngày hôm nay. Và với bạn tuổi Sửu, bạn cũng nên tìm một môn thể thao nào đó phù hợp để cải thiện thể lực của mình càng sớm càng tốt bạn tuổi Sửu nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, tìm sự tĩnh tâm cho mình để cải thiện đời sống hiện tại. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, có những khó khăn bạn cần phải đối mặt. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, gặp được người có cùng chí hướng nên hợp tác làm ăn. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, bạn nên dành thời gian để nghỉ ngơi nhiều hơn. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, được người đi trước giúp đỡ giải quyết cho những khó khăn ở hiện tại. Vài đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 12, số 82, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Tỵ, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dần thứ năm ngày mùng 6 tháng 10 năm 2022. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh và đây là dấu hiệu cực kỳ là may mắn đối với bạn tuổi Dần trên phương diện tài lộc ngày hôm nay. Ngày này với bạn tuổi Dần, bạn vốn là người năng động cho nên luôn chủ yếu tìm kiếm thêm nguồn thu nhập phụ. Trong ngày hôm nay, sự chăm chỉ của bạn sẽ được trả công xứng đáng cho bạn. Và ngày thứ năm này với bạn tuổi Dần, một số người còn có được cơ hội phát tài bất ngờ hoặc là thừa kế tài sản vào thời điểm này. Số tiền đó tuy không quá lớn nhưng cũng đủ để cho bạn tạo thêm động lực cho bạn. Với bạn tuổi Dần, hãy có cách chi tiêu số tiền đó một cách hợp lý, tốt nhất là đầu tư một cách khôn ngoan để tiền để ra tiền bạn tuổi Dần nhé. Tuy nhiên, vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Dần lại đang gặp ngày có mộc khác với thổ. Điều này sẽ khiến cho bạn đang có điềm báo, rất dễ nảy sinh những mâu thuẫn với con cái hoặc là cha mẹ trong nhà. Khoảng cách giữa các thế hệ dẫn đến những quan điểm bất đồng và điều quan trọng là đôi bên cần phải lắng nghe đối phương một cách chân thành và cởi mở bao dung cho nhau hơn.
Vài câu quiz cho bạn tuổi Dần trong ngày thứ năm này. Tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy nhận được một khoản tiền lãi kha khá. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, công sức lao động của bạn bỏ ra được trả công xứng đáng. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, có cách chi tiêu hợp lý, chớ phung phí bừa bãi. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, dễ nảy sinh mâu thuẫn với cha mẹ hoặc là con cái trong nhà. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, nên lắng nghe và thấu hiểu cha mẹ, con cái hơn. Và đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 12, số 91, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão thứ năm ngày mùng 6 tháng 10 năm 2022. Với bạn tuổi Mão bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội tụ khí, quý nhân trợ giúp. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Mão thực hiện những kế hoạch mà mình đã đặt ra từ trước một cách thuận lợi. Bạn mệnh tuổi Mão dần trở nên tự tin và quyết đoán hơn, do bạn hiểu rằng mình cũng có những điểm mạnh riêng khiến cho nhiều người phải khâm phục và mình không hề thua kém bất cứ ai cả. May mắn hơn, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Mão đang có được vận quý nhân giúp đỡ xuất hiện để giúp cho bạn chỉ ra hướng khắc phục những khó khăn tồn tại suốt trong khoảng thời gian qua, cũng như đưa ra những định hướng cho tương lai của bạn. Với bạn tuổi Mão, hãy trân trọng lấy cơ hội này để học hỏi nhiều điều hay từ người ấy nữa. Tuy nhiên, vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Mão lại đang gặp ngày có màu khác với Thổ, và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là hãy quan tâm tới nửa kia của mình nhiều hơn, chớ nên ích kỷ, chỉ biết cho bản thân mình, và đừng có cho rằng việc người ấy phải nghe theo mình là hiển nhiên, mà với bạn cũng không nên ra lệnh cho người ấy hay là bắt người ấy nghe theo mình nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ năm này: tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy tự tin hơn vào khả năng của mình. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa có được cơ hội gặp gỡ quý nhân. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, kế hoạch đề ra phát triển được thuận lợi. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, tìm ra định hướng cho tương lai của mình. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, vợ chồng không nên cãi cọ, chiến tranh lạnh với nhau. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 11, số 73, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh da trời, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Thìn, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Thìn thứ năm ngày mùng 6 tháng 10 năm 2022. Với bạn tuổi Thìn bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang có điềm báo trải qua một ngày trở nên cực kỳ là cố gắng, do bạn đang chịu tác động của cục diện ngũ hành Thìn Thìn tự hình gây ra. Với bạn tuổi Thìn, bạn không muốn lắng nghe lời khuyên của người khác chỉ vì bạn cho rằng mình đã thấu hiểu rõ tất cả mọi việc và người ngoài chỉ làm vướng chân và cản bước chân của bạn mà thôi. Ngoài ra, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Thìn, bạn cũng sẵn sàng tranh cãi, gay gổ với những ai đang có ý kiến trái ngược chiều với mình, và đây là lý do khiến cho người khác ngại bắt tay vào làm việc chung với bạn. Cho dù với bạn tuổi Thìn là người đạt được những thành tích xuất sắc trong công việc đi chăng nữa, với bạn cũng cần phải khiêm tốn hơn để nhận ra những điểm yếu, sai sót của bản thân mình để tiến bộ hơn bạn tuổi Thìn nhé. Và ngày thứ năm này với bạn tuổi Thìn lại đang gặp ngày có thổ khí vượng, lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là cần phải nhìn nhận vấn đề trước mắt một cách thật rõ ràng, không nên khăng khăng với ý kiến của riêng mình. Với bạn không phải là người đứng đầu thiên hạ, ngoài kia vẫn còn nhiều người tài giỏi hơn bạn và xứng đáng để cho bạn để học hỏi nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Thìn trong ngày thứ năm này: tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, cứng đầu, cố chấp trong công việc. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, có xu hướng tự cô lập bản thân mình. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, sẵn sàng đối đầu với những người có ý kiến trái ngược chiều với mình. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, nhìn nhận vấn đề trước mắt một cách rõ ràng. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, hãy lắng nghe lời khuyên của những người đi trước.
Và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 22, số 91, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thân, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Tỵ, thứ năm ngày mùng 6 tháng 10 năm 2022. Với bạn tuổi Tỵ bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có thiên quan gây rối. Điều này sẽ làm cho bạn tuổi Tỵ cần phải kiềm chế bản tính nóng nảy của mình, hay là kiềm chế bản tính dễ bị kích động của mình, nếu không muốn vướng phải sự tranh chấp thị phi xảy ra với mình trong ngày hôm nay. Với bạn tuổi Tỵ, bạn không nên để cho những rắc rối này gây ảnh hưởng tới tương lai, sự nghiệp của mình, con đường công danh, thăng tiến của mình bạn tuổi Tỵ nhé. Và trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Tỵ, nếu như giữa bạn và lãnh đạo có bất cứ bất đồng gì thì bạn cũng không nên nói năng quá gay gắt, bởi cho dù bạn thắng hay là thua trong cuộc tranh luận này thì với nhiều khả năng với bạn đã gây ấn tượng xấu với cấp trên, tốt nhất là bạn hãy chờ một thời điểm khác khi đôi bên đều bình tĩnh trở lại rồi hãy trao đổi cởi mở với nhau. Ngày thứ năm này, bạn tuổi Tỵ lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Điều này sẽ giúp cho bạn có được một ngôi nhà khá là yên bình. Gia đình là chỗ nghỉ ngơi của bạn sau một ngày làm việc đầy vất vả, mệt mỏi. Vì thế, nếu như có khúc mắc gì ở trong lòng, với bạn tuổi Tỵ hãy tâm sự với người thân của mình để nhanh chóng được tháo gỡ, giảm bớt gánh nặng cho mình bạn tuổi Tỵ nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, kiềm chế bản tính nóng nảy, dễ bị kích động. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, dễ vướng phải những chuyện mâu thuẫn, thị phi. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, không nên nói năng quá gay gắt với người khác. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, luôn yêu thương và trân trọng gia đình. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, đừng có để cho người khác có cớ chê cười mình. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 17, số 79, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Mùi, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ, thứ năm ngày mùng 6 tháng 10 năm 2022. Với bạn tuổi Ngọ bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Ngọ đang xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Trong ngày hôm nay, với bạn tuổi Ngọ, bạn tự tin thử thách bản thân mình bởi bạn tin rằng xung quanh luôn có người tốt để ủng hộ cho mình một cách nhiệt tình nữa. Và trong gia đình, với bạn tuổi Ngọ, bạn mệnh luôn quan tâm và nhường nhịn nửa kia, nhờ đó mà tình cảm vợ chồng luôn được in ấn. Cho dù đôi khi vẫn có ý kiến bất đồng với nhau, song hai bên đều có thể bình tĩnh để thảo luận. Không khí bầu không khí trong gia đình cũng nhờ thế mà không có sự căng thẳng xảy ra. Ngày này, xem tử vi cũng chỉ ra rằng, đối với bạn tuổi Ngọ, nếu như trong gia đình có thai phụ, thì với bạn không nên dịch chuyển về các vị trí đầu đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo, bởi việc làm này có thể sẽ làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Theo Hải Thượng Lạn Ông cũng chỉ ra rằng, hôm nay là ngày 11 tháng 9 âm lịch, ngày này nhân thần nằm ở ngón chân, với bạn tuổi Ngọ nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích ở vị trí này nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của nhiều người. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, luôn quan tâm tới suy nghĩ, cảm nhận của nửa kia. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, vợ chồng đồng lòng để vượt qua sóng gió. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, không nên thực hiện những công việc trọng đại trong ngày hôm nay. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 24, số 83, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mùi, thứ năm ngày mùng 6 tháng 10 năm 2022.
Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có chính ấn nâng đỡ. Điều này sẽ giúp cho bạn trải qua một ngày gặp nhiều may mắn trong chuyện thi cử, xin việc, tuyển việc hay là ứng cử. Cho nên với bạn tuổi Mùi cũng chớ nên chủ quan lơ là để mắc lỗi đáng tiếc xảy ra nhé. Và ngày này với bạn tuổi Mùi, nếu như bạn nghiêm túc ôn tập với bạn có thể chinh phục được những đỉnh cao mà từ trước tới nay mình không dám mơ ước tới nữa. Trong ngày thứ năm này, đối với những người làm công ăn lương, về cơ bản với bạn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhưng nhiều khi với bạn cũng dễ hài lòng với những gì mà mình đã đạt được ở thực tại, cho nên không muốn cố gắng thêm nữa. Và nếu như bạn cứ dậm chân tại chỗ mãi như vậy thì tức là bạn đang lãng phí tài năng của mình và để cho người khác vượt mặt mình nữa. Xem tử vi cũng chỉ ra rằng ngày hôm nay Thiêu Khổng Minh là ngày tốt, nếu như bạn xuất hành cầu tài lộc sẽ được như ý muốn. Và ngày này với bạn tuổi Mùi, nếu như có công việc cần phải xuất hành đi xa thì với bạn nên chú ý xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần hướng chính nam và tài thần hướng chính tây. Đây là hai hướng giúp cho bạn có được công việc thuận lợi, may mắn và được quý nhân giúp đỡ. Về câu quyết cho bạn tuổi Mùi trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim chịu sự ngờ vực của bạn bè, đồng nghiệp. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy hãy dùng hành động thực tế để chứng minh bản thân mình. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa đừng có nên lùi bước khi đối diện với những khó khăn. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ hãy tìm cách biến những thách thức thành cơ hội. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc đi xa hãy xuất hành theo những hướng tốt. Về đánh giá của bà tuổi Mùi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 19, số 86, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Tỵ, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân thứ năm ngày mùng 6 tháng 10 năm 2022. Với bạn tuổi Thân bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, Thân Tý Thìn trợ mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Thân bắt tay vào làm việc gì cũng vô cùng là hiệu quả. Và ngày này, nếu như bạn tuổi Thân biết phát huy được điểm mạnh của mình và sẵn sàng đứng ra những nhiệm vụ khó khăn, với bạn sẽ có được cơ hội lọt vào mắt xanh của lãnh đạo và cấp trên. Trong ngày này, đối với những ai cần tham gia thi cử, ứng cử sẽ gặp được nhiều yếu tố thuận lợi. Tuy nhiên, với bạn cũng đừng nên vì thế mà chủ quan, lơ là. Nếu như muốn đạt được điểm số cao, với bạn vẫn cần phải ôn luyện kỹ càng và chuẩn bị kỹ càng trước khi vào phòng thi làm bài thi cẩn thận nữa nhé. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Thân cũng đang gặp được ngày có thổ sinh tua kim vượng. Điều này cho thấy với bạn đang có được mối quan hệ tình cảm giữa bản mệnh và những người khác giới vô cùng là tốt đẹp. Và nếu như bạn đang còn độc thân, trong ngày hôm nay sẽ có được người tìm hiểu, với bạn cũng nên thử cho đôi bên cơ hội xem sao. Bạn hãy mở rộng lòng mình rồi bạn sẽ được đón nhận hạnh phúc mà mình xứng đáng được có. Về câu quyết cho bạn tuổi Thân trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, công việc diễn ra theo đúng như kế hoạch mà bạn đã xây dựng từ trước đó. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, hào hứng mỗi khi bắt tay vào công việc. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, gặp nhiều may mắn khi tham gia thi cử, ứng cử. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, tin tưởng vào năng lực của bản thân. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, nhân duyên với những người khác giới được tốt đẹp. Và đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 19, số 86, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dậu thứ năm ngày mùng 6 tháng 10 năm 2022. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành Thìn Dậu nhị hợp phù trợ. Nhưng với bạn tuổi Dậu trong ngày hôm nay cũng đang có điềm báo, với bạn thường hay chần chừ, do dự, đặc biệt là khi cần phải đưa ra những quyết định quan trọng. Và ngày này với bạn tuổi Dậu, nếu như còn chưa chắc chắn về vấn đề gì đó, với bạn hãy thử hỏi ý kiến của những người đi trước, những người có nhiều kinh nghiệm, đáng tin cậy xem sao nhé.
Trong các mối quan hệ xã giao của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ năm này, với bạn là người nổi bật và được yêu mến nhờ cách đối nhân xử thế phù hợp. Và bạn tuổi Dậu, bạn luôn đối xử thật lòng với những người chân thành với mình, đồng thời cũng tránh xa những kẻ đang có ý đồ xấu để không vướng vào những chuyện thị phi phức tạp. Thêm vào đó, vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Điều này sẽ giúp cho mối quan hệ tình cảm gia đình của bạn đang rất hòa hợp. Mọi thành viên trong gia đình quan tâm, yêu mến lẫn nhau và gia đình chính là hậu phương vững chắc giúp cho bạn không ngừng phấn đấu để vươn lên. Với bạn tuổi Dậu, không đầu hàng trước mọi khó khăn, thử thách để đạt được mục tiêu của mình nữa rồi nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi Dậu trong ngày thứ năm này. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, chưa có định hướng rõ ràng cho tương lai. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, hay chần chừ, do dự, thiếu đi sự quyết đoán. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, hay thử tham khảo ý kiến của những người giàu kinh nghiệm. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, mối quan hệ xã giao phát triển thuận lợi. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, không ngừng cố gắng để vươn lên phía trước. Và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 27, số 98, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tuất, thứ năm ngày mùng 6 tháng 10 năm 2022. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, thìn tuất sửu mùi, và đây là nguyên nhân chính khiến cho công việc của bạn trong ngày hôm nay liên tiếp gặp phải những trục trặc rắc rối xảy ra. Và nếu như bạn tuổi Tuất bạn là người mắc phải sai sót, với bạn cũng hãy dũng cảm đứng ra để nhận trách nhiệm về mình, chứ đừng có tìm cách để trốn tránh hay là đổ tội cho người khác, như vậy với bạn mới tiến bộ được. Trên phương diện tài lộc, đối với những người làm ăn, kinh doanh, buôn bán, nên tránh ký kết những hợp đồng quan trọng với đối tác trong ngày hôm nay, hoặc là các vấn đề liên quan tới tiền bạc cần phải hết sức cẩn trọng, kéo lại rất dễ mắc phải những sai lầm, sai sót, rơi vào bẫy của những kẻ tiểu nhân đã răn sẵn, khiến cho tiền bạc bị suy giảm. Tốt nhất là với bạn tuổi Tuất, bạn hãy chờ một thời cơ khác thích hợp hơn rồi hãy tiến hành. Ngày thứ năm này với bạn tuổi Tuất đó cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng. Điều này làm cho bạn cần phải chú ý nhiều hơn tới vấn đề về sức khỏe, tránh làm việc quá sức dẫn tới tình trạng lao lực. Bạn hãy nhớ rằng chỉ khi có sức khỏe, đầu óc của bạn mới minh mẫn thì bạn mới làm việc đạt được hiệu quả cao nhất nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ năm này. Tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, công việc vướng phải nhiều rắc rối. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, không nên đổ trách nhiệm cho người khác. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, tránh ký kết những hợp đồng quan trọng. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, chờ đợi thời cơ thích hợp. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, cần phải chú ý tới tình hình sức khỏe của bản thân. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 17, số 90, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Thân. Tử vi tuổi Hợi, thứ năm ngày mùng 6 tháng 10 năm 2022. Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có thổ khắc với Thủy. Điều này sẽ làm cho cái chuyện tình cảm của những bạn đang còn độc thân nên biết cách giữ khoảng cách thích hợp với những người khác phái. Với bạn tuổi Hợi, bạn trở nên tin theo những lời đường mật của những người chưa thực sự thân quen, những kẻ xấu, những kẻ tiểu nhân muốn lừa gạt về tình cảm của bạn. Và trong ngày thứ năm này, đối với những người đã có gia đình rồi thì cũng cần phải quan tâm tới nửa kia của mình nhiều hơn, tránh ích kỷ, làm mọi việc theo cảm xúc cá nhân. Muốn xây dựng được gia đình hạnh phúc, với bạn cần phải học cách đặt mình vào hoàn cảnh của nửa kia và bao dung với những khuyết điểm của người ấy nữa nhé. Và trong vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi Hợi lại đang gặp được ngày có thực thần nâng bước. Điều này sẽ giúp cho bà tuổi Hợi với bản tính ôn hòa và rộng rãi, bạn dễ dàng nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh. Đó chính là những cơ hội tốt giúp cho bạn phát triển sự nghiệp của mình trong tương lai hơn nữa.
Tuy nhiên, trong ngày này, đôi khi với bạn tuổi Hợi cũng cần phải tiết chế sự khéo léo quá mức của mình, đừng có biến mình trở thành người không thực sự tốt bụng như mọi người vẫn nghĩ nhé. Về cầu quyết cho bạn tuổi Hợi trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, đề phòng những đối tượng tiếp cận với mình đang có ý đồ xấu. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, giữ khoảng cách thích hợp với mọi người. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, quan tâm nhiều hơn tới nửa kia. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, tìm được nhiều cơ hội để tỏa sáng. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, nên đối xử thực lòng với mọi người. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 27, số 96, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Mão, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!